Thiên nhiên kỳ thú luôn khiến chúng ta bất ngờ với biết bao hiện tượng lạ lùng. Vào đêm ngày 3 tháng 3 vừa qua, tại khu vực Chichibu, ngoại ô thành phố Tokyo, Nhật Bản, nhiều người phải ngỡ ngàng khi thấy biển mây bồng bềnh xuất hiện, khiến quang cảnh xung quanh thêm phần cuốn hút, mờ ảo. Khác với vẻ náo nhiệt ồn ào như nội thành Tokyo, Chichibu lại tương đối hoang sơ, nhiều đồi núi chập trùng. Cộng thêm sự xuất hiện của biển mây kỳ lạ, khu vực này bỗng lung linh huyền ảo hơn hẳn. Trong vài ngày trở lại đây, Chichibu bỗng trở thành điểm đến lý tưởng với những người ưa khám phá. Thậm chí, họ còn ví nơi này giống như chốn bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết. Theo nghiên cứu của các chuyên gia khoa học, hiện tượng biển mây, Onkai, là hiện tượng khí quyển đặc biệt. Nó chỉ diễn ra khi không khí hay sương mù bị giữ lại ở sát mặt đất và không thể bay lên cao. Tuy không tồn tại lâu, nhưng hiện tượng này vẫn tạo ra loạt hiệu ứng đặc biệt, khiến người dân thêm phần thích thú. Tất nhiên, việc gì cũng có mặt tiêu cực và tích cực. Bên cạnh vẻ kỳ ảo như nhiều người thấy, hiện tượng này cũng gây không ít khó khăn trong việc đi lại cho người dân. Chia sẻ với trên Twitter cá nhân, nhiếp ảnh gia Kazuki Sato khuyến cáo rằng nếu di chuyển bằng ô tô, bạn nên đặc biệt chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!